Hello, xin chào cả nhà nghe nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long lời nói đầu tiên thì xin chúc cả nhà một ngày làm ăn thuận lợi nghe cả nhà. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay thì kênh Săn Bắt Vĩnh Long cũng tới ngày đi thăm bảy rồi nghe cả nhà và anh em. Thì bây giờ thì cũng mới vô cái điểm đầu tiên thì của chú Ngoan nghe cả nhà ơi, chứ điểm lợp của mình thì chưa tới. Đây cũng đi với thằng Vũ chào cái cây chú Vũ hứng hứng đồ lên ơi, nó chào cho phấn khởi đồ lên đặng có gắn được ơi. Nó chú Ngoan kìa, chào cả nhà nhé. Nó còn anh Út bên kia nữa nghe cả nhà, mới vô thăm hai cái có không? Có chứ, trời ơi có rồi cả nhà ơi, nè hàng khủng luôn á, hàng khủng luôn nè cả nhà ơi. Mình không có quay cận cảnh cái đi thăm lọp được cả nhà ơi, tại bị gì thăm lúc trong đó đó, lúc trong đó đó, còn mình ở ngoài này thì chú Ngoan mình mới thăm đó mà không biết được thăm trong đó mấy cái thì không biết, nhưng dính được con đó nghe cả nhà, con đầu tiên luôn, còn lập mình thì chưa tới, còn anh Út Kỳ thì không thăm mấy bên kia nghe cả nhà. Thì cả nhà có xem dính không, dính chuột luôn, con chuột luôn rồi cả nhà ai chất ngoạc rồi. Thì cả nhà có xem cái kênh của Săn Bắt Vĩnh Long thì cả nhà nhớ cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long một like và đăng ký một cái đăng ký nha cả nhà. Và anh em ủng hộ cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long đang có cái động lực làm tiếp video nữa cả nhà ơi. Nói chung thì hổm gại thì cũng đi thăm cả nhà ơi, mà tháng nắng này bị thất thu quá rồi, thất thu quá rồi, cho nên không có đăng cái video nào cho cả nhà và anh em coi được, thông cảm nha. Chứ kênh vẫn tranh thủ vẫn kiếm cái săn bắt con này con kia đồ đăng cho anh em coi, chứ con không có bỏ lỡ ngày nào hết trơn á anh em cả nhà ơi. Ngày nào cũng làm hết trơn bị thất thu, không có tập đăng, thông cảm nha. Thôi bây giờ thì tạm thời ngưng cái camera ngang cả nhà, thì đi qua tới cái điểm thăm của mình thì mình quay cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà giờ cũng mới gặp anh Út luôn nè cả nhà. Rồi chào luôn cái anh Út. Ông thăm nãy giờ mệt quá cả nhà nè, nãy giờ ông thăm được mớ nè cả nhà ơi. Nè thấy không, cho cả nhà xem nè, nó cũng cả ký mấy, gần 2 ký nghe cả nhà, mà mini không nè, mới rửa nè, xình không nè. Nó còn chú Ngoan hồi nãy là chú Ngoan hồi nãy là quay cái đầu là được con còn phải không cả nhà, bây giờ là chú Ngoan khủng luôn, quay cho cả nhà xem nè. Đây nè, nãy giờ mình không có đi theo quay nha cả nhà, mình chỉ mình ngồi ngoài đường thôi nè cả nhà, thấy không, nó một túm luôn, hai ký ngoài vậy cả nhà ơi. Đó quá khủng luôn nè, thấy không, quá trời luôn, quá trời sướng luôn nè, trúng vậy là trúng rồi cả nhà, cũng như là mấy cái nửa lọp đó nghe cả nhà, Ngoan với Út Kỳ á là nửa lọp đó, còn mình nãy giờ chưa gớt cái nào hết trơn nghe cả nhà, mình nãy giờ mình chưa gớt, tại mấy ông đặt chẹo đường cái tua này nè, ông đặt trong đây là chẹo đường, ông đặt trước, mình đặt cái tua bên kia là sau đó. Mình chưa có vô thăm, mấy ông mới thăm đó, thăm đó mà nửa luồng lọp rồi đó, mình nhiêu đó đó cả nhà, mấy ông cũng mấy chục cái, ông cũng 3-4-50 cái gì đó, mình nửa luồng rồi đó, còn nửa luồng nữa đó nghe cả nhà. Thôi giờ đi thăm tiếp tục cả nhà, thăm của mấy ông nghe, của mình chưa tới, của mình nằm ngoài kia, chừng nào tới mình quay cho cả nhà xem. Rồi giờ cũng tới cái lầm vàng lọp của mình luôn cả nhà. Rồi Vũ đi trước nè, dưới này nè Vũ ơi, cái đầu tiên luôn nghe cả nhà, đây nè Vũ, anh Vũ mà tên Thu à, để thăm cho Ngoan thăm luôn, dành thăm luôn rồi cả nhà, nó ở trên, ở trên đây ở trên. Nãy quá trời cứ ịnh luôn chứ vậy, cứ ịnh luôn chết ngắt, trời ơi ngõ vỏ tản thần luôn, thấy không, cái đầu tiên luôn cả nhà, ngõ vỏ cười nghe thấy ghê, thì chính đâu thúi ịnh thì dính luôn cả nhà, cái đầu tiên cũng dính luôn nha. Bây giờ thì chú Ngoan cũng đi theo mình chơi luôn cả nhà, dạy quải cái túi gắn của chú Ngoan thấy không, còn chọc... Đó, con đầu tiên luôn cả nhà ơi, của mình luôn nha, hung rồi kìa, nó bữa nay thật rồi cả nhà, chú Ngoan thật rồi, mình cũng chưa biết nữa nghe, mình mới thăm cái đầu tiên thì dính con mỏ vỏ luôn đó, thấy không, quá trời sướng, ỉa cỡ đó đó hả,
có cức là có tiền. Quỷ ơi, hết người ta rồi. Có gì đâu, quỷ bình thường. Đâu rồi. Thăm nắng gà ống dính nữa hay gì vậy? Ông Út nào thăm ở trước đó. Ông đứng ngay trước đó cả nhà. Rồi, cả nhà giờ vừa cũng bắt gắn ra rồi nha cả nhà. Giờ đi tặc lại thăm tiếp tục nữa nha. Rồi, tới cái đến thăm luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà thân thương ơi. Tới cái bẫy luôn. Kìa, xuống thăm luôn Vũ ơi. Chân gốc dừa đó. Ừ. Không ai môi bánh trên trời. Xích ra ngoài á, môi ngoài á. Hình như tao dời ra ngoài á, trước mặt mày luôn á. Ừ, trước mặt. Chân đạp. Ở dưới cạn dưới á. Ủa, dưới sâu á, ừ. Dưới đâu có... Đạp chưa? Để xích lên này. Chân đạp xẹp đó nha. Đầu lái. Kỳ vậy đó. Còn Phật đó luôn hả? Vậy, vậy là nó môi luôn, không có môi cái trời môi luôn. Hai lỗ nè. Em này nè. Ôi ô, đủ nữa hết cân rồi ta. Gió mây. Có không? Chết luôn rồi cả nhà. Vậy là lộn điểm, lộn điểm. Lộn điểm rồi cả nhà. Lần này thăm cái nữa luôn Vũ ơi. Đâu nữa? Đó kìa. Này nó màu dữ lắm mà không gặp nữa thấy không? Đây này. Thăm tiếp một cái nữa cả nhà ơi. Màu dữ lắm luôn mà kiếm không gặp. Cái đó chút nữa mất rồi. Cặp mé đó đó. Đặt ra. Trời ơi, nghe cái sạc không trời. Nước á, chừng nước nó ngập nó đặt đại đó đi, bữa tao giờ lên đó đó. Còn chết luôn rồi cả nhà ơi. Đặt lại đi thăm tiếp theo nữa. Rồi, cả nhà ơi, tới đường thăm tiếp theo luôn nha. Hồi nãy vô trong đồng chính cũng được một con hổ hành với con mối vỏ nhỏ nữa cả nhà, không có quay. Cái đường hồi nãy dính mới vô dính mỏ vỏ rồi vô trong dính con hổ hành mỏ vỏ nó lội quá cả nhà. Nước ngập quá trời không có quay được. Nó Vũ nó tới cái điểm mới nữa, cần Vũ qua thăm với cả nhà ơi. Có cứt đá gì la lên nè Vũ. Chết cái gì vậy cả nhà. Chết quá hả? Cái đó mà không dính còn mỏ vỏ bự ngay đó đó cả nhà. Cái này chết ngoạc rồi. Rồi đi thăm tiếp tục nữa. Rồi tới điểm thăm luôn cả nhà. Vũ đi xuống thăm. Cái lợp luôn. Bữa da xanh nè cả nhà. Quá trời nắng mệt quá cả nhà ơi. Cái vậy? Chết chuột hả? Ui, câu quyền thoại cả nhà ơi. Chết chuột là cả nhà biết rồi ha. Biết cái câu quyền thoại của Vũ rồi ha. Vô giường bưởi luôn cả nhà. Quá trời bưởi luôn. Bưởi không? Thôi vô tháo ăn cái coi, cẩn cảnh cái coi. Tháo ra cái gì hồi nịch lại hai con thun. Thôi vô quá trời khổ hành cả nhà ơi. Quá gì mà sáng à. Tàu vô con này nửa ký gì 6 lạng luôn á chứ 7 lạng luôn á chứ. Gắn quá ngon cả nhà ơi. Gắn này gắn đực luôn hay gì đây nè. Gắn đực luôn nha. Vô gắn ngon quá cả nhà ơi nè. Nè cả nhà ơi nó ỉa nè. Nè nó ỉa cục cức nè thấy ghê không. Thôi để Vũ bắt ra luôn nha cả nhà. Sáng giờ mới thấy. Mới thấy em hành. Mới thầm đắng mắt tiêu cái nhảy vô cái bẫy luôn rồi cả nhà. Tiêu cái bẫy luôn rồi. Ai lấy nó tiêu luôn rồi. Thổi đi. Dùng phép thần thông thổi cái sâu coi. Đó. 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 Ôi giời. Nó hành quá cỡ cả nhà ơi. Kìa. Cái vậy? Cận cảnh cho cả nhà xem nè. Nó. Ôi giời. Ăn phải ỉa chứ sao. Không ỉa chết à. Quá im cả nhà ơi. Đó hồi nãy cả nhà con hổ ngựa mình dính con quay với con hổ hành đó với con hổ ngựa mình không có quay nữa đó. Trong đó đó tổng cộng 3 con trong đó đó cả nhà ơi.
hai con ngựa con hành, mà mình quay có con ngựa, còn con ngựa với con hành không có quay cả nhà, trong ruộng lội ủm nè, mới lội té ướt chân luôn nè cả nhà nè. Mới bắt hết thì có nè đó, thấy không, té bánh chân là vô động nó vậy khác cả nhà thấy không, thì không rồi Vũ bắt gắn ra rồi cả nhà, giờ đặt lại đi thăm tiếp tục nữa nha, tới điểm thăm luôn cả nhà, Vũ đi tới rồi. Đây cái gì nè Vũ ơi, đây nè, kéo vô. Ừ, Vũ nó không nhớ điểm nữa cả nhà. Cái gì vậy, cái gì hứ vậy? Đúng, sao con này nay sao hiền dữ vậy ta? Cái gì hiền? Ờ, chết chuột luôn rồi. Chết không? Mới vô chưa ăn chuột nè. Con chuột chạy nè. Con vậy mỏ vỏ hả? Ừ. Đâu tháo ra, cẩn cảnh cái coi. Chuột chết hay vậy? Con kìa, vô mỏ vỏ cả nhà ơi, không lẽ nó mới vô đây ta? Phải không? Ừ. Trời ơi. Chuột nè. Còn đó. Nè, chuột còn chuột luôn nè cả nhà. Mày còn sống thở mà. Chết luôn rồi. Chết rồi chết. Nè. Còn sống rồi lật lại nó còn quấu vỏ thấy không? Trời ơi, mỏ vỏ nghe cả nhà. Tại không lẽ đi đằng đẵng lần này cái nó động cái nó chạy ngược lần này nó vô. Mỏ vỏ nửa ký không? Trời ơi, biết rồi mày ơi, cái này biết sao không? Hai con chuột. Nó quất con phình bụng người thấy không? Ôi ơi cả nhà ơi, vậy là cái lồng này hai con chuột cả nhà ơi, mình đặt một con rồi một con kia nó vô nữa là hai con chứ không phải gì cả nhà ơi, bỏ cái này sao hiền, quất cái bụng rồi kìa đó cả nhà đây, nó bắt nè. Ừ, để cho ối đi, đang ối cả nhà ơi nè, cận cảnh cho cả nhà nó ối nè, nè để cận cảnh luôn nè, nó ối nó thấy không, nó mới vô quất là hai con cả nhà, mình đặt hai con phải bởi dạng kia kìa. Ê cá chuột cá. Vậy là mình đặt con nè cả nhà, còn con nè, chuột của mình nó vàng vàng nè thấy không, còn chuột nó vô á, vô rồi nó mạnh hơn rồi nó gắn nó quất á. Ừ, con này cũng 600-700 gram hả hen. Ồ, nó hổ ha, hổ nách rồi, hổ nách không dở mày đâu, hổ nách đi đắt ăn đây đó cả nhà thấy không, tính đâu nó hiền dữ vậy ha, tính đâu hiền dữ vậy, cái vậy tưởng nó vô đủ mà có con nào còn với nó. Đó, nó quất sạch. Nó đâu có tha đặt hả, mới nhìn kỹ là cái bụng trình hình đó. À, mỗi vỏ nha cả nhà, dùng mình thì kêu mỗi vỏ, còn mấy em dùng khác thì kêu hổ ngựa rồi hổ nách hổ hán gì tùm lum chân, rồi ấu chuột ra luôn kìa Vũ, trong túi kìa hổ hành ấu. Rồi cả nhà ơi, giờ cũng đã bắt chuột ra rồi, ủa xin lỗi, bắt con rắn ra rồi, giờ đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa nha. Rồi cả nhà mới cũng mới bắt mỏ vỏ rồi, đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi đi thăm cái lập luôn Vũ ơi. Nó Vũ lại thăm mấy cái nhà nắng quá, mình đứng bằng này đi. Cái gì? Cái gì? Hổ mỏ vỏ nữa hả vậy? Mỏ vỏ nữa hả? Mới dính con đây không, lại dính con nữa. Trời ơi, hổ hành cả nhà nè, thấy cái đuôi không? Đuôi không? Gì mà dám nó mỗi vỏ gạt tao nữa, chết ham thiệt. Đầu vô ngộ hành có 4 lạng cả nhà ơi, nè cả nhà thấy không, sao mà nó ối vô luôn, ối anh kiếm đường ra nè, nè thấy không, cả nhà thấy con chuột không, không nè đũa nè, ớn không, chui hả mày, chui kìa, bánh đầu ở trên luôn, chui. Nó đừng ra, đừng trên nó ra đi, chui đường dưới hoài với ông, nó thoải mái ra đó, nó cả 4 lạng không, 4 lạng chắc luôn, gắn tháng này nó mập dữ lắm, thấy vậy mập, gắn được không Dục? Được, gắn được luôn cả nhà, nó hành ngang hành ngang có lý rồi cả nhà ơi, nó cũng hực hực lên rồi đó, đó. Này biết sao đây, này không biết mấy ký đây, thấy tạm thời là nãy giờ chắc cũng được có 2 ký ngoài đó cả nhà. Đón đón vậy đó. Rồi, 3 ký rồi đó. 3 ký rồi hả? Vậy bữa nay có tiền chi phí rồi cả nhà. Mừng mừng quá, không gài thất thu quá trời luôn, không có đăng được cái tập nào cho cả nhà xem hết trơn á. Mấy bữa rồi. Rồi, giờ cũng bắt gắn ra rồi bỏ chuột vô đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa anh em cả nhà ơi. Rồi, cả nhà ơi, anh em mới tụ họp lại đây nè. Mình vô mình thăm cũng mấy cái lợp mà coi kìa. Dính hàng khủng mình đó đây cả nhà ơi. Hàng khủng luôn á, hàng độc nhất vô nhảy luôn á.
Âm ba bốn cái vậy cả nhà. Lấy lại đây ba cái nè, cái chích chuột, hai cái dính. Cho cả nhà xem nha. Đó, hàng này hàng khủng nè, khủng đúng là khủng nè. Khổ hành nha cả nhà. Đó, còn cái hàng khủng nữa. Ối chuột cả luôn hay Vũ? Nè, ối chuột cả luôn nè cả nhà thấy không? Này mới vô. Qua. Không, chưa hôm qua chuột nó nát rồi mà. Thấy không cả nhà? Đó, khổ hành nha, ối chuột cả luôn nha. Đó, đổ con chuột cả luôn cả. Đâu rồi cái tấm nó gắn mình đâu. Nó nãy giờ cũng bồn bộn nha cả nhà. Nó nút chuột anh cũng đang thăm mà chết chuột nữa kìa. Nó anh đổ ra đó. Gắn cái chuột gì? Gắn hả? Vậy là bắt ra luôn rồi ha. Nãy giờ đi thăm nắng á cả nhà. Đâu dở cái túi lưới lên cái khủng luôn vô. Quay vừa đi bên gắn. Ai biết anh tâm dính có biết đâu. Nó con chuột chết á. Thấy không cả nhà? Ừ nó cẩn thận cho cả nhà xem nè. Đó thấy không? Rồi còn tới anh giữ nữa nè. Anh này không giữ là tiêu à. Anh này ghê ghê vô hoài luôn hả, anh này không giữ là không giữ là tiêu với nó liền á. Đó đủ mới lú đầu. Lú đầu hả? Lú nãy á. Nó nè cái nhà thấy không, cái này là hàng whip á. Hàng whip á, cái này là lục còm nha cả nhà, lục mè á, kêu bằng lục mè á, còn gắn lục đầu dẹt nữa, còn gắn lục đuôi đỏ nữa. Trời ơi rồi xong cục xà bông rồi. Rồi chết rồi cả nhà. Nuôi cái dép của tao. Nuôi cái dép. Con này nó ăn chuột dữ lắm mà không biết nó cắn chết không. Rồi đó. Ăn nó ăn chuột hình bình đó cả nhà. Đó. Thấy không? Đó, no một khúc luôn, khúc đó đem về làm ấy luôn đi, làm dồi. Làm mắm đi. Làm dồi luôn đi Vũ ơi. tứ đại sơn dương này bốn người làm bị con mắm đó rồi. Làm dồi á. Quất khúc dồi đó là được rồi. Ghê gì. Chuột mang sạch ăn không? Ừ, mà sao không gắn ăn chuột vô không chịu ăn xin à, cả nhà ơi à, xăm bốn cái gì đó, bốn cái năm cái gì đó, mà những cái kia còn chuột với hai cái này thì dính đem lại với cái đó chết chuột nha cả nhà. Tại đi thăm mà vô đây á, thì đặt mình đặt đâu hai cái gì bên kia, còn Vũ đặt hai ba cái bên đây á, thăm lộn xộn hết trơn không có quay được thì gom lại đây quay luôn. Anh Út đâu rồi, sáng giờ đâu rồi? Thôi để hồi ra ngoài kia luôn đi ha, nó quay luôn ha. Ừ còn nữa để hồi ra tổng kết ngoài kia luôn nha cả nhà, cũng còn khoảng 7-8 cái nữa không Vũ? Cũng 7-8 cái nữa cả nhà. Đâu 7-8 cái, 3 cái, 4 cái nữa. Đâu ngoài kia nữa mày? Đâu ngoài kia, lúc ngoài kia nhiều lắm. Dính không? Ngắn ở đâu? Dính không? Ngoan. Đâu? Đâu đâu, dở lên đây. Đâu bắt gần lục hột mè lên kìa. Làm gì? Nó chết nhát rồi bắt làm gì? Nó dám bắt không? Đó, đó tôi giữ nè cả nhà ơi. Đó, tài nái đó, đúng là tài nái luôn đó cả nhà. Đó, thấy không? Lục hột mè. Không có dám bắt thiệt, con này thì chết rồi dám đụng nó thôi cả nhà ơi. Chứ nói chung ăn con chuột thừa lừ đó thấy không? Đó, 30 năm trong nghề. 30 năm trong nghề bắt rắn đó cả nhà. 30 năm trong nghề. Đó, táp đó. Táp quá trời rồi. Táp quá trời cả nhà ơi. Táp mà hơi con hổ ngựa nữa hả? Đó, 30 năm trong nghề. Đi được lật non sông, nó bắt y gan gian ca luôn mà đè rồi đầu rồi vài bản lắm á. Như gắn hổ vậy đó. Trời ơi, trời nó ăn hai chuột luôn hết vậy ngoan. Ừ. Nè, phải có trứng. Trời ơi, đụng nó nhìn thấy ghê quá. Cận cảnh cho cả nhà xem nè, nạ đang nặng chuột ra luôn nè. Ừ, chuột cái đầu cái này cái đuôi nè. Con ngọc ơi. Đuôi. Con ngọc à. Đang nặng chuột ra luôn. Thì ghê quá à. Nhìn cái da nó nhìn thấy ớn rồi đó cả nhà. Cái da nó không xanh. Đó. Đó, ấu chuột ra luôn kìa. Nó ghê quá, không có cận cảnh được. Né mới được. Rồi. Nó hết cạp được rồi đó. Trời ơi, kìa cả nhà nó ối ra luôn kìa. Đâu, nó hết cạp rồi đó chưa? Đó. Có nhiêu đó mà không làm ăn gì được. Đâu. Xong luôn rồi. Xong luôn rồi. Nó không ối ra được á. Nên nô cái chuông của con Vũ để cái gãy xương sống nó luôn rồi đó. Đâu có ối, gùng ối được. Cái dép nữa, cái chuông. Bảy kệ, nó nói vậy chơi mà, có gì đâu. Chán ghét tôi chứ. Đó, cả nhà giờ nó ối ra đó. Xong rồi đó.
thôi giờ cũng đã bắt rồi. Rắn đâu này kia đâu gọi cho cả nhà giờ đặt lại rồi đi tới cái điểm tiếp theo nữa nha. Rồi cả nhà ơi, cũng còn có mấy cái nữa mình thăm, cũng kết thúc chuyến thăm ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Thằng Vũ nó không vô rồi, có một mình đi ở trong đây à. Bữa còn mấy cái mình vô đây mình đặt nè. Cái này cái đầu tiên có con gì không, có con gì không? Ủa sức quá cả nhà ơi, nguyên cái cột luôn nè. Ui sức quá rồi cả nhà ơi, còn đâu hai ba cái vậy nữa. Vô mình thăm nè, bữa mình đặt lỗ vô sầu quá. Nó ngoài chuyện xe ở ngoài á cả nhà, mấy anh kia đi lúc nắng này, con kỳ đằng này kia đi lúc là nắng hết trơn này, nó ngoài lỗ chuyện xe ngoài hết. Vô đây mình thăm rồi, cái đầu của cuối chuyến thăm ngày hôm nay cũng không được may mắn rồi cả nhà, qua cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Tới cái thứ hai luôn cả nhà ơi, đây cái này còn cái nữa là xong luôn nha. Ăn hẹ gì không, có hành có hẹ gì không? Ừ, trống lỏng luôn như vậy. Thiệt là trống lỏng cả nhà, nguyên con chuột ở trống luôn kìa, nguyên bịch lúa, nguyên con chuột luôn. Thôi vô lúa luôn, đặt lại luôn tủ lại luôn. Đi thăm một cái nữa là hết chuyến thăm ngày hôm nay rồi, đi thăm tiếp tục nữa cả nhà, còn cái nữa là cuối chuyến thăm ngày hôm nay luôn nha. Tới cái lợp luôn cả nhà, cái này cũng cuối chuyến thăm bữa ngày hôm nay luôn nha. Còn cái cuối cùng có hên gì không, nhìn thấy lợp ồ nhẹ te luôn cả nhà ơi, nguyên si con chuột luôn kìa. Trời ơi, vô gắn mối đâu mà cái chục con trong đây, trời ơi kìa. Hết hồn vô hai con rắn luôn. Nó hai con rắn. Đâu mà gắn mối dữ thần vậy. Ngay luôn đó kìa. Đó, cả nhà thấy không? Nó gắn mối nó. Hết thân thiệt. Thôi bỏ trống luôn cả nhà, đặt lại luôn. Đặt lại luôn nha. Như còn lúa luôn á. Rồi thì để mình đi ra ngoài tổng kết số rắn mà được ngày hôm nay cho cả nhà xem nha. Rồi anh em giờ cũng gom đây rồi cả nhà ơi, đâu ngoan rắn nhiều không ngoan. Ô, có mấy con gì trời ở đâu ngước mặt lên này. Rồi xuống tổng kết cái số rắn ngày hôm nay giùm cái Vũ xuống cân giùm đây nè, đây nè cả nhà, ngày hôm nay cũng được nhiêu đây. Ừ, có 2 kg chứ gì, thôi có mấy con. Rồi, ngày hôm nay thành quả cũng được khoảng 4 kg cả nhà, 4.1 kg, 4 kg đúng luôn. Đó, thì trừ cái túi lưới ra 100 g còn 3.9 kg cả nhà. Ngày hôm nay cũng được dứt giác rồi, bay được mỏ vỏ không cả nhà ơi, có hành không được mấy con chứ. Nè, mỏ vỏ không lội lư hết trơn bò nè. Được có một con hộ hành nhất à, con như ba với nhì không à, ba với má không à. Ba với nhì bậy luôn, nó lớn. Ba với nhì, ba với má. Đó. Bỏ tao không tao hả? Đâu có anh đâu, đem lại coi ơi. Quên nữa, còn của anh Út nữa. Ngoan thì nó không chịu đem lại cả nhà ơi. Biết à, nó có gì đâu không. Thấy không? Trời ơi. Cũng được, cũng có lý nè cả nhà, nút cũng bồng bồng mà đón đón đại đi, ổng chắc cũng cỡ 2 kg ngoài cả nhà, chắc cỡ 2.5 kg ăn lên, 2.5 kg là 2 kg mấy, thì nói 2.5 kg ăn lên 2 kg mấy đó trời ơi, chính xác vậy mà nói đi đặt cái chuyên nghiệp cầm lên, tôi không có nói chuyện, tôi là không có chuyên nghiệp mà tôi đó, trời ơi, 3 kg là buông tay ra coi. 2.5 kg luôn, nói ngay chân luôn nè cả nhà. Đó. Quỷ rồi chứ không phải người ta. 2.5 kg cả nhà của anh Út 2.5 kg. Đó thì cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Chỉnh Long thì mong cả nhà ủng hộ cho kênh Săn Bắt Chỉnh Long nha cả nhà. Thì không nói gì hơn thì chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Chỉnh Long thì nhớ ủng hộ cho kênh Săn Bắt Chỉnh Long nha cả nhà. Rồi chào cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha. Rồi chào cả nhà luôn Vũ ơi. Chào Hương.
từ tới nó bay nữa. Nó bay đi bộ không cái nó mới bay nữa, trời ơi.